Lòng thần kính gửi theo đám mây hương phượng phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố, chí tu học dừng bền, xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Đấng Pháp Vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, Thầy giải khắp trời người cha lành chung bốn loài. Quy y tròn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương cùng than than ức kiếp không cùng thần. Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông khó thể nghi bàn, lưới đế châu ví tựa đạo tràng. Mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời, trước báo tòa thân chúng con anh hiền, cúi đầu xin thể nguyện quy y. Chi tâm đánh lễ Nam Mô Tần hư không biên pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật. Tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ Tam Bảo. Chi tâm đánh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. Đại trí văn thù Sư Lợi Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, hộ pháp chư Tôn Bồ Tát, linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Chi tâm đánh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Tường chư Phật
Pháp thân toàn thể hiện tiền chứng minh. Hương nguyện phước liền ban cho. Nam mô hương dân cái Bồ Tát. Nam mô hương dân cái Bồ Tát. Nam mô hương dân cái Bồ Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Cuối lại đấng tam giới tôn quy mạng cùng mười phương phàm. Con nay phát nguyện rộng thọ trì kinh A Di Đà diễn nghĩa. Trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng bồ đề hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp thầm sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe đằng chuyên trì tùng nguyện tòa, Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Phật nói kinh A Di Đà, Như Lai trước ứng cơ thuyết pháp. Ta hằng nghe lời tạc như vậy. Một
khi pháp hội đông đầy tại thành xa về cội cây kỳ đa vườn trưởng gia hiểu là cô độc tàu dân đường đủ cách nghiêm trang tỳ kheo tăng số 1250 rỡ ràng thiền nam đều chứng quả đại a la hán pháp thần thông đạo ngàn cao siêu thông tri đại chúng quy đều những bậc thượng tọa ông kiều phạm ba xá lợi phật nan đà ca diếp một kiền liên giới kiếp tân na câu hy la ly bà đa ca chiến viên giới a nan la hầu huệ bát câu ra lâu đà châu lời tân đầu lư lại với đà di ấy đại đệ tử thường tùy với bồ tát lớn ứng kỳ rất đông pháp vương tự văn thù xưa lời a vật đa lại với càng đà ông thường tinh tấn ma ha với trời đế thích cùng là chư thiên chúng hữu duyên kỳ viên tất tập đồng tan dương đức Phật vô biên khôn lường đại hội nhân thiên tạng quả lệ bái pháp viên kiện thiền. Như Lai ứng cơ duyên thuyết pháp muôn mở đường cực lạc độ sanh. Mới bảo xá lợi lời rằng từ đây thân đến một đường Tây Phương. Khỏi Phật quốc mười phương ức cõi có bữa thành nước gọi Lạc Bang. Di Đà hiện tại phóng quang nại đường nội pháp độ toàn chúng sanh. Xá lợi Phật sao rằng cực lạc trong nước kia những các chúng sanh. An vui các vật hiện thành không điều khổ não nên rằng lạc bang. Này xá lợi bên đường cực lạc có câu lớn bài lớp trang nghiêm bài trùng lá vòng quy hoàng. Bảy hàng bảo thọ như tràn hoa văn, cây vòi vòi từng tầng chấn chờ. Đường văn văn sáng rỡ bao châu giáp vòng trong nước đâu đâu đều là bốn báo sen màu mà nên. Cảnh thế ấy an trên cực lạc, xá lợi này có các bảo trì đều là bãi báo tinh kỳ. Hiệp thành sáng rỡ dưới tỳ kim sa, tám công đức nước ra đầy dày.
ao bửu trì trông thấy các vàng bốn bên giai cấp có đàn trên thì lầu các ngọn vàng trang nghiêm. Sen đua nở trong ao rực rỡ, hoa tinh thần lớn tở xa luân. Bốn màu xanh đỏ trắng vàng, màu nào sắc nay phóng quang ánh trời. Cảnh trong sạch nơi nơi thôn ngát, xa lời kia cực lạc rất xinh. Bao nhiêu công đức kinh vinh hiệp thành một cảnh quang minh khôn lường. Phật lại bảo tỏ tường xa lời, nước Phật kia thường nổi nhà trời. Vạn rồng là đất khắp nơi, ngày đêm sao khắc qua trời rưỡi dưng. Chung nước ấy thường chừng khi sáng, ý kích đêm dựng mạng đà hoa. Trải qua phương khác Phật đà, mười muôn ức cõi tan qua cúng dường. Trong giây khắc mười phương qua lại, phép thần thông vô ngại mấy hồi. Như ai ăn bữa cơm rồi trải đi khắp đủ đã hồi bồn ban. Xá lợi Phật muôn ngàn công đức, bên nước kia đúng bậc nghiêm trang. Lại rằng xá lợi lạc ban có chim kỳ diệu trắng vàng đỏ xanh. Chim không tước cá lăng bạch hạt, anh võ cùng công mãn tầng vàng. Ngày đêm sau khắc sướng ca dịu dàng đủ tiếng thuận hòa phát âm. Diện những pháp ngũ căn ngũ lực thất bồ đề bát chánh đạo phần. Diễn ra các pháp phân minh, người nghe phơi phới thêm sanh căn lành. Đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Xá lợi đừng gọi các chim kia, thiệt là tội báo sanh về. Cớ sao nước ấy chẳng hề nghiệp chi, xa lợi Phật chẳng gì ác nghiệp. Huống chi là có thiệt hay sao kìa, như các thứ chim nào Di Đà biến hóa tuyên rao pháp thiền. Xá lợi Phật bên miền cực lạc, có thường thường gió mát dịu dàng. Phật qua cây ngọc lưới vàng, tiếng của Di Diệu như ngàn nhạc âm. Nghe tiếng ấy thiện tâm phân chấn, đều một lòng niệm Phật Pháp Tăng. Xá lợi cực lạc nghiêm trang, do công đức ấy hoàn toàn mà nên. Xá lợi Phật kìa tên Phật hiểu, ý người sao có hiểu được không?
Xá Lợi Phật có hào quang chiếu thông thế giới mười phương khôn lường. Nên chư Phật tán dương công đức, hiểu Di Đà vô cực quang minh. Xá Lợi bên cõi lạc thành Phật kia thọ mạng trường sanh khôn lường. Người trong nước vô phương thọ khảo tính không cùng thọ báo hằng hà. Nên xưng danh gọi Di Đà tán dương đức Phật hằng xa thọ trường. Này Xá Lợi Pháp dương cực lạc thành Phật đà mười kiếp những nay. Lại bảo Xá Lợi lời này Phật kia đệ tử đông dày hằng xa. Bực thanh văn cùng A-la-hán tính không cùng Bồ-Tát hằng xa. Xá Lợi cõi Phật Di Đà nên sống công đức thật là nghiêm trang. Xá Lợi Phật lạc ban quốc độ chúng sanh về đạo hoa chẳng lui. Thuở trong các vị cao ngôi nhất sanh bộ sư số thôi quá nhiều. Dẫu tính toán bao nhiêu chẳng xiết nên số xưng chỉ thuyết vô biên. Xá Lợi những chung hữu duyên nghe đây phát nguyện về miền lạc bang. Cơ sao đặng giới trang thượng thiền hiệp một phương đồng nguyện đồng sanh. Xá Lợi ha chúc căn lành nhân duyên phước đức mà thành đạo sao. Này Xá Lợi người nào nam nữ nghe đặng câu lục tự Di Đà. Chấp trì danh hiệu niệm ra một ngày nhân đến năm ba bảy ngày. Chấm một lòng chẳng lìa chánh niệm, niệm Di Đà danh hiệu tinh chuyên. Niệm Phật diệt tội tiêu khiến đặng nhiều phước đức nhân duyên căn lành. Khi lâm mạng an thần định tánh A-di-đà chung thánh hiện tiền. Lòng không điên đảo chư duyên đặng phần chánh tính về miền lạc bang. Xá Lợi Phật thấy đàn phước lời ta ngỏ lời nói với chúng sanh. Người nào nghe đặng Phật danh hiệp nên phát nguyện giảng sanh phước dày. Xá Lợi Phật ta nay xưng tán đức Di Đà vô hạn lợi sanh. Phương Đông cũng có Phật danh A Sơ Bệ Phật tán thành Tây Phương. Tu Di tưởng Phật đương khen ngợi, đại Tu Di Phật lại phát minh.
Tu Di Quang Phật đồng thanh diệu âm Phật cùng xưng danh Di Đà. Dường ấy thải hằng xa chư Phật tương lưỡi ra bùa khắp tam thiên, nói lời chắc thiệt bảo khuyên chúng sanh người phải tinh thần phát tâm. A Di Đà thầm thâm công đức nên kinh này chư Phật tán dương, xa lợi thế giới Nam Phương Nhật Nguyệt đăng Phật mở đường lạc ban. Danh văn quan Phật đáng khen ngợi, đại diệm kiến Phật lại phát minh. Tu Di Quan Phật đồng thinh vô lượng tinh tấn xưng danh Di Đà. Dường ấy tại hằng xa chư Phật tương lưỡi ra bùa khắp tam thiên, nói lời chắc thiệt bảo khuyên chúng sanh người phải tinh thần phát tâm. A Di Đà thầm thâm công đức nên kinh này chư Phật tán dương, xa lợi thế giới Tây Phương vô lượng thọ Phật mở đường lạc ban. Vô lượng tướng Phật đáng khen ngợi, vô lượng tràng Phật lại đồng thinh. Đại quang với Phật đại minh tình quang hữu tướng xưng danh Di Đà. Dường ấy thải hằng xa chư Phật tương lưỡi ra bùa khắp tam thiên, nói lời chắc thiệt bảo khuyên chúng sanh người phải tinh thần phát tâm. A Di Đà thầm thâm công đức nên kinh này chư Phật tán dương, xa lợi thế giới Bắc Phương có diệm kiến Phật mở đường lạc ban. Tôi thắng âm Phật đáng khen ngợi, nan trở Phật hòa lại phát minh. Nhật sanh Phật cùng đồng thinh, dòng minh Phật cùng xưng danh Di Đà. Dường ấy thải hằng xa chư Phật tướng lưỡi ra bùa khắp tam thiên, nói lời chắc thiệt bảo khuyên chúng sanh người phải tinh thần phát tâm. A Di Đà thầm thâm công đức nên kinh này chư Phật tán dương, xá lợi thế giới hạ phương có sư tử Phật mở đường lạc ban. Danh văn Phật hay nay đáng khen ngợi, danh quang Phật hòa lại phát minh. Đạt ma Phật pháp đồng thinh, trì pháp Phật cùng xưng danh Di Đà. Dường ấy thải hằng xa chư Phật tương lưỡi ra bùa khắp tam thiên, nói lời chắc thiệt bảo khuyên chúng sanh người phải tính thành phát tâm. A Di Đà thầm thâm công đức
nên kinh này chư Phật tán dương. Xá lợi thế giới thượng phương có phàm âm Phật mở đường lạc ban. Tu dương Phật hương quang hương thường đại diệm kiến đồng xương di đàn. Có Phật tạp sắc bửu hoa ta la thọ Phật cũng là xưng dương. Bửu hoa đức Phật đương khen ngợi nhất thiết nghĩa Phật lại phát minh. Tu di sơn Phật đồng thinh mở lời giải bảo niệm danh Di Đà. Dường ấy thải hằng xa chư Phật, tương lưỡi ra bùa khắp tam thiên, nói lời chắc thiệt bảo khuyên. Chúng sanh người phải tinh thành phát tâm, A-di-đà thầm thâm công đức. Nên kinh này chư Phật hộ trì, xá lợi ngươi xét suy. Chư Phật hộ niệm kinh này cớ sao, này xá lợi. Người nào nam nữ nghe kinh này tính sự phụng hành. Với nghe chư Phật kim danh đặng phần hộ niệm đảo thành chẳng lui. Nên xá lợi các người tinh thọ, lời nã nay nói đó phụng hành. Với lời chư Phật tán thành phát lòng chân tính nguyện sanh lạc thành. Xá lợi Phật căn lành do đó, hoặc những người đã có nguyện rồi. Người đã phát nguyện đương thời, người mới tính thọ hội này nguyện ra. Muốn về nước Di Đà Phật ấy, các người đều đặng vậy chẳng lui. Nhất thừa tỏ kia đặng rồi, vô thượng chánh giác ấy ngôi hậu gần. Do phát nguyện tinh thần xu hướng, nên nước kia người được về rồi. Hoặc người về đã tới nơi, người mới dời bước đương thời ngày nay. Này xá lợi các người nam nữ, như có ai tính thử lời ta. Tinh thần nguyện nọ phát ra đặng về cực lạc nước A-di-đà. Xá lợi Phật như ta nay ấy, khen ngợi công đức bấy Phật đàn. Chư Phật cũng lại khen ta lời xưng công đức Thích Ca khôn lường. Thấy làm sự khó làm ít có, cõi ta bà chẳng bỏ chúng sanh. Năm trượt đời giữ hoành hành, kiếp đời quá trượt chúng sanh trượt nhiều. Trước mắt thấy những điều trước quý, ở trong mạng người trước kể biết bao.
các được phiền não xen vào ấy là năm được trần lao ta bàn. Trong nước ấy tu là thành Phật, vì chúng sanh thuyết giáo mọi nơi. Bùa lòng bác ngay khắp trời nói ra những pháp trong đời khó tin. Xa lời Phật người nay hiểu biết, ta ở đời trước ác thế gian. Hay làm những việc khó làm đặng đạo vô thượng mở đường độ sanh. Nói những pháp nàng hành nàng tính dắt chúng sanh về cõi niết bàn. Ấy là việc khó làm nên viên dùng một ký ở trên ba ngàn. Phật mới nói kinh Hoằng Pháp Mạng, xá lợi cùng Bồ Tát Phạm Thiên. Tỳ kheo La Hán vô biên đại hội tam giới nhân thiên hằng hà. Nghe Phật nói Di Đà công đức, lòng vui mừng khắp khởi phụng hành. Xưng dương lễ tạ kiền thiền, các hoàng bổn độ hóa thành hội ở châu. Khi hành bát Nhã Ba La ngày quán tự tại xoay ra tột cùng, thấy ra năm quận đều không bao nhiêu khổ ách khốn cùng độ qua. Này xá lợi tự xét ra không là sắc đó sắc là không đây. Sắc cùng không chẳng khác sai, không cùng sắc vẫn sánh tày như nhau. Thọ tưởng hành thức uẩn nào cũng như sắc uẩn một màu không không. Này xá lợi tử ghi lòng không không tướng ấy đều không tướng hình. Không tăng giảm không trượt thanh, cũng không diệt cũng không sanh pháp đồng. Vậy nên trong cái chân không vốn không năm uẩn cũng không sáu trần. Mắt tai mũi lưỡi ý thân vị hương xúc pháp cùng phần sắc thinh. Từ không giới hạn mắt nhìn đến không ý thức vô minh cùng đồng. Hết vô minh cùng vẫn không, hết già hết chết già không có gì. Không khổ tập diệt đạo kia, trí huệ chứng đắc cũng là không không. Sở thành sở đắc bởi không, các vị Bồ Tát nương tùng tuệ năng. Tâm không còn chút ngại ngăn nên không còn chút băn khoăn sợ gì. Đạo điên mộng tưởng ta lìa niết bàn mới đến bên kia bên bờ. Ba đời chưa Phật sau xưa đắc thành danh giác đã nhờ huệ năng.
trí huệ năng lực vô ngần đại minh vô thượng đại thần cao siêu. Trí huệ năng lực có nhiều thật là thần chú trừ tiêu não phiền, trí huệ năng lực vô biên, dẫn đường giải thoát qua bên giác ngàn. Liền theo lời chú thuyết rằng độ tha giác ngộ khắp trần chúng sanh. Muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật khó gì thoát ra. Vậy khuyên phải niệm Di Đà hồng danh, sáu chữ thật là rất cao. Hay trừ tám vạn trần lao tham tiền quan tưởng, pháp nào cùng thua. Di Đà xưa cũng là vua, bỏ ngôi bỏ nước vô chùa mà tu. Xét ra từ kiếp đã lâu, hiểu là pháp tạng tỳ kheo đó mà. Trong khi ngài mới xuất gia, 48 nguyện phát ra một lần. Nguyện nào cũng lắm hoài thần, nguyện nào cũng trọng về phần độ sanh. Vì thương thế giới bất bình nên chỉ đầu Phật mà đành bỏ ngôi. Thầy là bảo tạng Như Lai, bạn là bảo hai tức ngài Thích Ca. Thích Ca nguyện độ ta bà, Di Đà nguyện mở cửa nhà lạc ban. Mở ao chinh phẩm sen vàng, xây thành ba bảo đổ đàn thất trân. Lưu ly quả đất sáng ngần, lầu châu cát ngọc mười phần trang nghiêm. Quả trời rơi cả ngày đêm, có cây rất bao, có chim rất kỳ. Lạ lùng cái cảnh phương Tây, mười phương cõi Phật cảnh nào cũng thua. Phong quang vui vẻ bốn mùa, nước reo pháp Phật gió khua nhà trời. Di Đà có thể một lời mở ra cõi ấy tiếp người vãng sanh. Mười phương ai phát lòng lành, nhất tâm mà niệm hồng danh của ngài. Hằng ngày trong lúc hôm mai niệm từ mười tiên đến vài ba trăm. Khi đi khi đứng khi nằm, chuyên trì niệm Phật lòng chăm phát nguyện. Nguyện sanh về cõi Bảo Liên, là nơi cực lạc ở miền Tây phương. Đến khi thỏa mãn vô thường, thì ngài phóng ngọn hào quang rước liền. Biết bao phước đức nhân duyên đã về cực lạc, còn phiền não chi. Sự vui trời cũng chẳng bì, đêm đêm thông thả ngày ngày vui chơi.
sống lâu kiếp kiếp đời đời không già không chết không dời đi đâu. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cửu Phẩm Liên Hoa Di Phủ Màu, Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh Bất Thối Bồ Tát Chi Bạn Lự. Nguyện vì tự công đức phổ cập nhất thiết ngã đăng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Từ quý Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo pháp vô thượng tâm. Từ quý pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tàng trí huệ như hải. Từ quý tăng đương nguyện chúng sanh thông lý đại chúng